Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Bởi người đời ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau.